chào tất cả các bạn nha. Hôm trước thì mình cũng có một video hướng dẫn các bạn làm máy bắn kẹo rồi đó. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cải tiến máy bắn kẹo thành một chiếc máy bắn bánh để ôn luyện số lượng 10 nha. Rồi bây giờ thì các bạn hãy cùng coi lại cái hình ảnh của máy bắn kẹo cũ của mình ha. Thì một chiếc máy bắn kẹo không chỉ là dùng để cho các bé chơi không, mà mình còn có thể vận dụng vào các cái tiết dạy hoặc là ở nhà bố mẹ có thể tập cho các bé ôn luyện số lượng cũng được đó các bạn. Tuy nhiên thì vừa rồi khi lên tiết á, mình có dùng máy bắn kẹo để ôn luyện số, thì một cái viên kẹo trong máy á, nó rất là nhỏ, thế nên là mình không có thể nào mà ghi số lên viên kẹo được. Vì thế là mình đã nghĩ ra là mình sẽ cải tiến nó thành một chiếc máy bắn bánh. Thì chiếc bánh nó sẽ bự hơn, thì mình có thể ghi số trên đó cho các bé chơi được đúng không? Đây là máy bắn kẹo mới của mình nè, các bạn cùng coi nha. Và đây là cái máy bắn bánh được cải tiến từ máy bắn kẹo cũ nè các bạn. Thì ở máy bắn kẹo có 3 ngăn, thì bây giờ máy bắn bánh mình cũng sẽ làm thành 3 ngăn đựng bánh đúng không? Bánh xoài, bánh táo, bánh cà rốt thì tùy các bạn nha. Nhưng mà mình làm nhiều màu sắc lên cho các bé hứng thú hơn trong việc học ha. Thì máy bắn bánh của mình á, phía trong các cái ngăn đựng kẹo nè các bạn. Thì để đựng các cái viên kẹo thì nó rất là nhỏ đúng không? Vì thế thì mình không thể nào mà bỏ bánh vào đây được. Đó, thế nên là mình sẽ chịu khó để cái bánh xuống phía dưới này nha. Đó thì chỉ phục vụ trong tiết dạy thôi. Rồi thì bây giờ khi vào tiết á, ở phần vừa rồi thì mình dạy tiết cách gộp trong phạm vi 10. Thì ở phần đầu tiên là có ôn luyện số lượng 10. Thì bây giờ trong ba cái bánh phía trong mình cũng sẽ viết lên đó là số lượng 10 hết luôn. Tuy nhiên thì để hứng thú hơn thì ở cái bánh cuối cùng á, mình sẽ để chữ may mắn. Thì nếu bé nào nhắn trúng chữ may mắn thì các bé sẽ được trúng một giỏ quà này. Đây là giỏ bánh kẹo các bạn. Rồi bây giờ mình hãy cùng nhắn nha. Khi mình nhắn cái nút này thì chiếc bánh sẽ rơi xuống phía dưới. Và nếu trên chiếc bánh có chứa số lượng máy á, thì các bé sẽ làm bấy nhiêu lần động tác theo mình nha. Đây, ở đây ô đầu tiên thì chúng ta bóc ra được số lượng 10 đúng không? Rồi bây giờ thì các bạn có thể cho các bé vỗ tay 10 cái nè. Rồi ở ngăn thứ hai mình lại bấm tiếp nha. Đây, chiếc bánh rơi ra rồi nè. Rồi ở đây chiếc bánh màu xanh cũng mang số lượng 10. Như vậy thì mình có thể cho các bé gật đầu 10 cái. Rồi thế ở ngăn cuối cùng thì chứa chiếc bánh gì nè. Ở ngăn cuối cùng là chiếc bánh may mắn. Như vậy là bé nào bóc trúng chiếc bánh này thì sẽ được một giỏ quà của cô ha. Rồi như vậy thì từ một chiếc máy bắn kẹo chỉ để chơi thì mình đã thiết kế thành một chiếc máy bắn bánh để áp dụng trong phần mở đầu của tiết dạy toán tách gộp trong phạm vi 10 đó các bạn. Thì các cô giáo cũng có thể vận dụng cái chiếc máy này vào tiết dạy đó nha. Còn các phụ huynh thì có thể bỏ những chiếc bánh số lượng khác nhau vào rồi cho các bé ôn luyện số lượng, thực hiện động tác theo cái số lượng trên chiếc bánh đó cũng được ha. Rồi tạm biệt các bạn nè, chúc bố mẹ và các cô giáo sẽ làm được một chiếc máy bắn bánh như thế này để vận dụng vào những việc mà mình cần ha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.